Kính chào tất cả các bác nhé. Một bộ micro được dùng một cái từ nó quá đẹp. Đấy, hàng còn rất là mới. Đấy, giá bình thường anh em đang bán ra với mức giá toàn trên 2 triệu. Thậm chí là có những đơn vị bán lên đến tầm khoảng gần 3 triệu. Và ngày hôm nay, một quyết định rất là táo bạo. Em Hiền chỉ để cho các bác với giá hơn 1 triệu đồng một bộ như thế này thôi. Còn một bộ thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá chỉ có 700.000 đồng một bộ micro. Các bác nhìn nhé. Đấy, dòng micro BBS, một thương hiệu đến từ Đức, đòi cao, côn neo. Đấy, bản GS có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Và với bộ micro này, chắc chắn một điều tất cả các bác, ai là những người đã dùng rồi thì các bác sẽ cho em xin một lời bình. Và các bác ai chưa dùng thì các bác cũng cho em xin một lời bình xem bộ micro này nó có hay như những gì bên Hiền Thanh Audio quảng cáo hay không. Đấy, còn đương nhiên cái việc em nói thì các bác nghe, còn cái việc các bác tiếp thu, các bác đồng ý với quan điểm của em Hiền hay không, đó là quyền của các bác tự do ngôn luận, các bác bình luận thoải mái. Và thương hiệu BBS này chắc chắn một điều là tất cả các bác chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Một thương hiệu tiền đề trước đây là nó được xuất phát từ một cái đất nước châu Âu, đó chính là đất nước Đức. Và bộ micro này với toàn bộ công nghệ cũng như là tiêu chuẩn hiện nay được sản xuất lắp ráp thì các bác cũng biết rồi. BBS nó là một trong những thương hiệu quốc dân mang đến cho tất cả các bác chúng ta một sự trải nghiệm, một chất âm tinh tế, thật và rõ nét hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, rất nhiều bác đang lựa chọn nó để đi làm những chương trình show, những chương trình sự kiện, đám hiếu, đám hỷ. Đặc biệt là nó có một chiếc đầu thu giống y hệt như những dòng micro chuyên nghiệp của Sennheiser hoặc Shure. Rất nhiều bác hỏi bảo tại sao nó lại không thiết kế một cái đầu thu nó lớn lên để mà người ta... cầm nắm cho nó dễ. Thì em cũng nói luôn là những dòng micro chuyên nghiệp thì người ta thiết kế đầu thu nhỏ. Bởi vì hai chiếc đầu thu như thế này thì size của nó mới đạt đến tầm khoảng 42 cho đến 43 phân. Đấy, thì trong một cái tủ ABS người ta sẽ để được hai chiếc đầu thu tương đương với 4 tai mic như thế này, mà nó chỉ mất có một size, một u thôi. Thì các bác biết là nó tiết kiệm diện tích, nó là phương án tuyệt vời nhất. Đấy, hiệu quả nhất. Đặc biệt dòng này thì sóng của nó có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 30 cho đến 50 mét. Đấy, đặc biệt là ở những không gian rộng thì có thể lên 70-80 mét, thậm chí là cả 100 mét luôn. Đấy, từ trước đến nay thì rất nhiều bác đang áp dụng nó để đi làm sự kiện cũng như là hát gia đình, tiếng rất hay luôn các bạn. Đấy, và bây giờ thì không để tất cả các bác chúng ta chờ đợi lâu hơn, em sẽ test tiếng trước. Đấy, sau đó sẽ giới thiệu bộ nào mấy trăm, đấy, bộ nào hơn 1 triệu thì các bác cố gắng theo dõi video này các bạn nhé. Đấy, 6712 hay 6677 alo 1 2 2 6 7 alo. Đồng này của nó có chế độ GS các bác này, các bác nhìn này, tay micro em đang cầm sẵn nha. Đây, toàn bộ cái hệ thống loa, hệ thống âm thanh em đang ngồi trước mặt đây, và tay micro em đang để sẵn đây, các bác nhìn thấy không? Đấy, chỉ trong vòng khoảng 3 giây sau thì bộ micro này tự động nó tắt tiếng, các bác nhìn này, không còn thu tiếng vào nữa. Như các bác chỉ cần sờ vào này, nhìn nhá, thì màn hình nó sẽ sáng lên rồi nó sẽ đóng tiếng lại. Còn các bác đặt xuống, màn hình lóe sáng lên một phát, nó lại tự động nó ngắt. Các bác nhìn nhá, thấy chưa? Đấy. Con này của nó là bản đòi cao, có chế độ GS, có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Và đặc biệt là pin của nó thì rất tiết kiệm luôn. Đấy, và với một cái mức giá chưa bao giờ có tiền lệ. Đấy, mức giá này là em bán thu hồi vốn, không lãi các bác một xu một chinh nào đâu. Các bác có thể tìm hiểu trên tất cả các kênh, tất cả các diễn đàn. Đấy, ai mà mua được với mức giá như thế này thì em phải nói là bái phục các bác đến sát đất luôn. Và để tri ân tất cả các anh chị em đấy, đang theo dõi kênh, đang like kênh Hiền Thanh Audio, thì em để cho các bác với mức giá không lợi nhuận các bác nhé. Không lợi nhuận luôn. Đó, và với bộ micro này em đang để cho các bác với giá chỉ có một bộ duy nhất là nó mất một tay. Các bạn mất một tay thì em để cho các bác với giá là 700.000 đồng. Đấy. Một bộ một tay duy nhất 700. Còn đối với những bộ hai tay hoạt động hoàn hảo, đẹp, chi tiết, sắc nét như thế này, đấy, thì em để cho các bác với giá chỉ có 1.650.000 đồng một bộ thôi. Đấy, các bác vừa nghe em Hiền test tiếng vào dòng này, nó dòng đời cao. Đấy, côn của nó là côn neo, tay chân anh em thợ đã dọn dẹp vệ sinh rất là đẹp rồi. Còn với những thế hệ đầu đời cao, đấy, vị tím, hai hộp sóng lớn, và tất cả các bác có thể mua đi làm sự kiện, làm đám cưới, tiệc tùng, hiếu hỷ. Đặc biệt là các bác muốn mang đi mang lại thì cái này của nó chỉ cần bỏ vào túi quần các bác cũng mang được các bạn. Bỏ vào trong túi quần, bỏ vào trong ba lô. Đấy.
hai bộ micro này, bốn tay mic thì các bác có thể dàn xếp nguyên cả một chương trình sự kiện luôn. Nó rất là tiện lợi, rất là ok. Đồng này thì em vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng hỗ trợ cho anh em trọn đời. Trong quá trình sử dụng có bất cứ một vấn đề gì thì em sẽ hỗ trợ cho anh em và hậu mãi về sau. Và trên video này các bác cố gắng cho em Hiền xin một like các bác nhé. Thật ra thì em không xin like các bác đâu, nhưng mà cái quan trọng là theo thuật toán của YouTube đấy, những video nào nhiều like nó sẽ được đánh giá là những video hay. Đấy, video ngày hôm nay em để cho các bác với giá tốt rồi, đương nhiên là các bác cũng sẽ thương em Hiền, cho em Hiền xin một like để video này sẽ tiếp cận được nhiều người xem hơn, và chúng ta sẽ xem đây là một cái nhóm cũng như là một cái cộng đồng. Đấy, chúng ta chơi âm thanh, giao lưu âm thanh với nhau để mang đến những cái giá trị về tri thức, giá trị về sản phẩm. Và tất cả các bác ai chưa đăng ký kênh thì các bác đăng ký kênh cho em Hiền, ai chưa like thì like cho em Hiền, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em Hiền, để tất cả anh em chúng ta cùng xem và nhận biết về sản phẩm này. Các bác ai có nhu cầu đặt hàng thì các bác có thể gọi điện qua số điện thoại là 0923 993 993, số điện thoại em có để bên ngoài tiêu đề các bác nhé. Đấy, một dòng micro rất là đắt tiền đấy, và tay chân của nó rất là đẹp, đầu thu đẹp. Anh em ai có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại các bác nhá. Xin chân thành cảm ơn.